Rồi, xin chào các bác nhá. Bây giờ đang là khoảng 7 giờ 45 phút ngày mùng 1 tháng 4 năm 2021. Chiếc xe này của em thì vừa mới ra đến đây, xe lồng chuyển ra tối hôm qua và chưa có ai nhận, thì em nhận rất là sớm, từ sáng sớm. Xe này vẫn còn bụi bẩn còn nguyên. Em vẫn quay mộc mạc để cho quý anh chị cùng xem luôn. Từ trước đến nay thì em vẫn thường xuyên là quay cái xe mộc mạc nguyên bản có như nào thì em quay luôn như thế để cho mọi người xem. Mong mọi người sẽ ủng hộ em nhé. Chiếc này của em là Ford Explorer, sản xuất năm 2016, màu trắng, nội thất màu kem. Xe mới chạy được có hơn 40.000 km thôi, còn khá là mới ạ. So với một chiếc 2016 thì chiếc này xứng đáng là một trong số những chiếc xe hàng tuyển đấy, rất là đẹp. Đấy, mọi người có thể nhìn nước sơn này, nói chung là chiếc này sơn zin của nó còn khoảng tầm 90%. Đó, sau 5 năm sử dụng, 4 năm sử dụng, 5 năm. Nhưng mà chiếc xe thì còn khá là mới. Lát nữa em sẽ quay qua nội thất để cho mọi người cùng ngắm. Trên chiếc xe này của em thì được lắp thêm cái bậc dẫm ở đây. Cái này thì Explorer ấy, có rất là nhiều xe lắp cái bậc thụt thò. Đó, tuy nhiên là bậc thụt thò bằng điện thì thỉnh thoảng nó sẽ có gặp vấn đề trục trặc, cho nên là chủ xe này hay lắp thêm một cái bậc cố định luôn, không thụt thò. Ford Explorer cạnh tranh trực tiếp với cả Prado. Thì chiếc này thì nếu như bác nào mà yêu option, thích công nghệ thì có thể lựa chọn chiếc xe này. Tại vì nó còn rất nhiều những cái option mà ở những chiếc xe khác chưa có. Ví dụ như là có đá cốp này, có massage ghế này, có lùi chuồng tự động. Rồi thì rất nhiều những cái tính năng khác của chiếc xe này. Và hai ghế sau thì được thiết kế gập bằng điện. Đó. Đây, mọi người có thể nhìn thấy chiếc xe còn rất là nguyên bản và mộc mạc, bụi bặm như nào thì vẫn còn nguyên. Đó. Không hề có bị xước sát hay gì cả. Đó, cái vách ghế này là thể hiện được chủ xe họ rất là giữ này. Đó. Cửa sổ chơi. Hai màn hình gối nguyên bản nguyên zin theo xe. Khoang chứa đồ thì cũng khá là rộng rãi, thoải mái. Đây thì có lốp sơ cua chưa hạ. Có một cái option nữa là cái nâng hạ chân ga mà trên những xe khác không có đâu ạ. Chiếc này của em thì còn 2016 thì vẫn có cái option nâng hạ chân ga. Còn về sau khi mà cái form mới bây giờ ấy ạ, thì đã cắt đi cái option nâng hạ chân ga rồi. Đây, quý anh chị có thể nhìn rất rõ nội thất của nó rất là mới, sạch sẽ và còn đẹp, nội thất màu kem. Về sau này thì ra thêm màu nội thất màu đen ạ. Màu kem này rất là sang trọng này, nhìn rất là bắt mắt. Đó. Thật sự là nguyên bản, bụi bặm như nào em vẫn quay nguyên để cho mọi người cùng xem. Ghế đấy ạ. Xe chuyển ra như nào thì em quay luôn thực tế, mọi người đều có thể biết. Ở đây thì mọi người có thể nhìn thấy này, chủ xe họ rất là cẩn thận. Ngay cả ở những cái ốp này họ cũng lắp những cái ốp tay cửa này. Đấy. Để này đỡ bị xước sát xe. Nói chung là rất là giữ. Chủ xe mà mua được những cái xe mà chủ xe họ giữ như này thì rất là thích đấy ạ. Ở đây thì có vô vàn những cái tính năng. Rồi thì các cái option. Ở đây thì có thêm chỉnh loa này. Và dàn âm thanh này là dàn âm thanh loa Sony ạ. Đó, một loại loa mà nổi tiếng từ xưa đến nay. Đặc biệt là thế hệ 89X. Như bọn em thì cũng rất là nhớ đến những cái thương hiệu của Sony. Ngay cả đến bây giờ thì vẫn rất là nét. Rồi đến âm thanh của nó khá là hay. Nội thất đây rất mới luôn. Có đèn auto, gạt mưa auto, mở cốp bằng điện. Rồi thì nhớ ghế này. Đấy, vô vàn những tính năng khác mà chiếc xe Explorer này có, nhưng mà những chiếc khác chưa có. Rồi thì các chế độ lái ở đây. Đó, rất là nhiều chế độ lái. Các cung đường khác nhau chúng ta có thể lựa chọn. Rồi thì ở đây có màn hình Sin 3. Có ghế massage ở đây.
Đó, rất là tiện lợi. Hiện tại thì chiếc Ford Explorer sản xuất năm 2016, màu trắng, nội thất màu kem, biển số Sài Gòn, xe chạy được 43.000 km đấy ạ. Hiện tại thì chiếc xe này của bên em đang được bán với giá là 1.599.000.000. 1.599.000 quý vị và anh chị nhé. Nếu như anh chị định mua một chiếc 18-19 form mới, cũng không phải là khác nhiều, chỉ khác la răng và khác một số góc sườn thôi, nhưng giá của những chiếc 18 thì bây giờ chắc chắn phải trên 1.900.000 rồi. Đó, lệch nhau rất là nhiều mà chiếc xe này của em lại tiết kiệm được đến 300.000.000. Đó, 2016 mà gần như là giống nhau, không khác gì nhiều đâu ạ. Xe thì còn rất rất mới luôn. Bên em vẫn có thể hỗ trợ anh chị vay 70% cho chiếc xe này, giao xe toàn quốc cho tất cả quý vị và anh chị. Chiếc xe này là chiếc xe mộc mạc và nguyên bản, chưa dọn dẹp hay làm bất kỳ cái gì cả. Em quay nguyên để cho anh chị cùng xem. Nếu như anh chị có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp vào số điện thoại em đang để trên màn hình. Sau đây khoảng tầm 2 ngày thôi, chỉ cần 2 ngày, tại vì chiếc xe này rất là đẹp rồi. Em chỉ cần phủ ceramic và làm vệ sinh nội thất thôi, em có thể giao đến tay quý anh chị được. Đó, rất là mới. Lốp ở đây thì được sử dụng lốp Michelin. Đó, lốp Michelin và 4 quả la răng thì không hề bị chém xước gì cả. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi clip này của em. Chi tiết mọi người có thể alo trực tiếp cho em, hoặc là qua trực tiếp cửa hàng em số 89 đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Cảm ơn mọi người, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn ạ.